Hôm nay là sáng thứ ba, em qua bên Đức đi siêu thị. Siêu thị này là siêu thị Kaufland của Đức. Sáng cũng có chút xíu mưa, buổi sáng mà siêu thị này rất là đông người, đông xe, nhiều xe. Buổi sáng trời cũng hơi lạnh, khoảng 12 độ. Kaufland, siêu thị này cũng lớn lắm, bán cũng có nhiều loại trái cây, rau cải, thịt. Đây là nho, nho rất là ngon. Nho có nho xanh, nho đỏ. Đây là dâu, dâu tây. Việt Quốc. Đây là mâm xôi đỏ. Trái cây rất tươi. Đây là kiwi, kiwi. Kiwi này, kiwi trái, loại trái nhỏ, rất là ngọt. Bên đây thì đậu phộng. Đậu phộng này người ta rang sẵn, mình về mình chỉ ăn thôi, mình không có phải rang lại. Đậu phộng hay là ốc chó. Ốc chó. Ở đây là hạt dẻ. Hạt dẻ bây giờ cái hộp to, thiệt là to. Hạt dẻ. Còn đây hạt bí. Ồ, cái này là hồ đào, này ăn bổ lắm, nó có nhiều chất dinh dưỡng. Đây là hồ đào, nó cũng tự tự như ốc chó. Đây là trà là. Nếu các anh chị và các bạn xem video của mình thấy thích thì bấm nút like để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Ốc chó vô bọc sẵn. Một bọc gì là một bọc như vậy là 3 euro, 75.000. Cái này là tiết đất. Một bọc. Đây cũng là trà là. Đây cũng trà là, nó có nhiều loại trà là. Nhiều giá khác nhau. Đây là cái táo. Táo có nhiều loại táo, táo xanh. Táo xanh, táo màu đỏ. Táo có nhiều loại. Táo ở đây tươi. Táo đây tươi ngon. Táo. Đây là siêu thị của Đức. Từ nhà mình đi lại Đức khoảng 15 phút, cũng không xa lắm. Chuối. Chuối từng này bán rẻ, 1 ký có 1 đồng 25.000 Việt Nam. Dưa hấu. Đây là dưa lưới. Dưa lưới. Đây là trái khóm. Xoài. Đây là trái hồng. Trái hồng. Kêu là trái hồng. Ở đây kêu là trái kaki, một trái gì là 44 cent. Bưởi. Ở đây cũng có bưởi. Bưởi đang ngọt lắm, hồi trước mình mua một trái bưởi ăn ngọt, thiệt là ngọt luôn. Cam. Bữa nay có cam màu xanh. Bơ. Bơ. Một trái bơ gì là khoảng 60.000 tiền Việt Nam. Một trái bơ 60.000. Còn đây là ớt chuông. Ớt chuông này xào thịt bò hoặc là ăn sống cũng ngon. Ớt chuông nó có nhiều màu, màu cam, màu vàng, màu đỏ. Có nhiều màu, đây cũng có màu xanh. Ở đây bán nhiều loại rau cải. Đây là ớt, ớt này ớt không cay. Đây là cà tím. Cà tím. Cà tím ở đây khác với cà tím ở Việt Nam. Cà tím ở Việt Nam trái dài mà trái ốm, ở đây trái tròn, nó mập.
Đây là bí ngồi. Bí ngồi này ăn ngon, nấu canh hoặc là xào ăn ngon. Đây là dưa leo. Dưa leo ở đây trái nó dài. Dưa leo ở đây thấy trái bự chứ trong nó ruột nó non lắm. Chứ nó không có phải dưa leo già. Đây là xà lách. Xà lách buổi sáng rau ở đây tươi, rất là tươi. Người ta mới đem ra buổi sáng, rau rất là tươi ngon. Mỗi một cái gì là khoảng 20.000 tiền Việt Nam. Cái cũng lớn, tươi quá trời tươi. Nó có nhiều loại xà lách, giống như xà lách vún vậy. Đây nó có nhiều loại. Cái này ăn với thịt bò, trộn thịt bò. Đây là cà chua. Cà chua này ngon, nó ngọt. Cà chua trái nhỏ, giống như cà chua bi. Cà chua nó cũng chia ra làm nhiều loại. Cà chua, rất là nhiều loại cà chua. Đồ ăn trái cây đây tươi, tươi ngon. Cà chua. Chua nhìn nhỏ nhỏ dễ thương. Bên đây cũng là rau cải, cũng là rau cải. Thịt ở đây nhìn thấy rất ngon, đóng hộp rất là kỹ, có rất nhiều loại thịt, thịt heo, thịt bò, thịt gà. Đi chợ đi buổi sáng, thường thường buổi sáng thì người ta đem thịt ra, thịt ngon. Còn mà đi buổi chiều thì hết thịt, thịt không có ngon. Bởi vì mình đi chợ vào buổi sáng. Đây cũng có bán gan gà, mè gà, thịt. Đây thì thịt đùi gà. Đây là thịt. Thịt này là thịt thịt heo mà người ta xay sẵn. Thịt ở đây đóng hộp mình